Right. Anyway, cái đang hái bắt đầu là bơ hơi mê mê rồi đó nha. Cái tự nhiên đang làm gì là cái anh Tùng, chị làm bên đường này, anh Tùng làm bên này. Cái anh cái này lên, cái anh giật mình, cái làm gì? I got really scared, tại vì sợ rắn lắm. Dạ. Cậu rắn hả? Anh nói không phải, đậu. Ý đậu. Ồ, ở đây là có một cái con rắn nó gọi là brown snake. Chị thì sợ lắm cho nên chị đi tới đâu mà I don't really have to make a lot of effort. Okay, mình nó nghe tiếng động thì nó sẽ chạy đúng không? Yeah, yeah. Most of the time. Để em la nó. La nó đi baby. Đi gai nghe. Em nghe rắn em sợ rồi hả? Ngủ đó la nó thức dậy đó. Đang ngủ đó. Thôi em đi ra luôn. Yeah. Yeah, so this is French flat. Một cái điều mà em không thấy, không có thích Úc á nè. Có nhiều con rắn. Ở Úc này con gì nó cũng có thể giết mình được hết trơn á. Nhất là con gái á em ha. Nghe tiếng lừa à? Cha ra ra ra, em hái được nhiều đó đó hả? Anh cho thêm trái nữa nè. Không. Mấy chị hái đó em. Mấy chị hái. Anh Luân đâu rồi? Oh, wow, không có roofing hả? Okay, well let's see if I can find my way to you. Ok, giờ thì để em đi ra. Đi ra. Đi ra, đi từ từ ra. Ở đâu? Ôi vậy anh Luân kia đi ra ngoài kia. Ok, mình sợ tay lắm, chân buồn lắm. Làm gì mà cứ đi theo anh Luân vậy? Anh gì đó ơi. Ê. Quay mới lên hả? Ừ. Hò câu nghe coi. Nghe chiếu Cà Mau. Hát đi hả? Hát nữa đi. Sao hát vậy? Hát nữa đi. Mà hôm nay không chở chồng ta về người ta la đó. Chị Quyên chị sẽ quýnh anh đó. Anh gì đó ơi. Cà Mau nó cắm sào trên kinh ngã bài. Thằng baby ha. Rồi sao nữa? Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Tinh 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 tinh. Wow, I think I'm getting good at this. Really? Oh. Look at that. So nice. Hứng hở vậy. Yeah. Nhưng mà nó non vậy nè, nó giòn vậy, nó sợ luôn á. Trời nghe giòn rụm vậy. Cái này mà cho chút xíu nước tương vô nữa nha. Oh yeah. Nó sợi luôn á. Rất là ngon. Hái cái đồ ăn tới đất vậy nè. Anh Luân ơi, chắc mình hái không hết đâu anh Luân ơi. Cũng đi hết cái lần thôi em. Ở dưới kìa, ở dưới có hái. Ở dưới chưa, hái một lần là hả? Mình cũng phải go all the way out. Không hết đâu. Em ơi, cái trái này chỉ nói màu brown vậy là không được nè không? À. Nó già quá rồi hả? Không phải già quá nhưng mà chỉ nói ăn nó không có còn nice nữa. Em sợ con rắn quá. Không có đâu baby. Chị nói nó đây nhiều lắm á. Dạ. Anh biết là anh hái sót rất là nhiều. Cái này làm cho anh nhớ là cái kỷ niệm mà hồi nhỏ đó. Uh-huh. Gia đình anh trồng hoa lài á. Uh-huh. Anh hái quá trời luôn, cũng trong cái xô bự vậy nè. Dạ hả? Dạ mà chưa.
Nửa trưa trời nắng quá trời luôn á. Nhớ thằng Phi Hổ nó đợi anh hái đi rồi Hổ đi hơi mót cho. Mình hái một hồi một xô lớn vậy nè, nó lại nó có một chút xíu à. Anh tiện cho em chút xíu vô trong đây đi đây cho mom. Không là. Dạ dạ mom đừng la. Sao làm biếng. Mà bây giờ nó là bác sĩ rồi đó. Tiến sĩ rồi. Not all doctor that's coming, man. Dạ. Đừng nghe động lòng. Tại vì nó không có hard labor like em. Em không phải là như là giống nó không. Bây giờ không biết nó còn nhớ không nữa. Oh wow, hai trái này đẹp quá baby, look at this. Look at this. Ok. Ai bắn vậy? So murder. Mất hả em? Yeah. Đi lên cây cỏ thôi. Yeah. Can we eat meatloaf? Meatloaf. It is next for my. It is next son. Nè mấy cái này bị sót nè thấy không? Cho nên là nó bị nó còn nó xanh vậy, nó nhìn vậy nhưng mà nó lại có cái brown này. Out. Cái lần này. Không có hái nhiều, chắc mấy người kia hái nhiều lắm. Miếng bự thiệt đó em ơi. Cái trái này mà giờ nó canh ngon lắm luôn á. Look it. Oh, look, come here, come here. A little bit more, yeah. I see it. Em đi lên đây nha, đừng có đi ở dưới đó, đi đó nó ướt lắm. It's the big one. Yeah, big one. Trái bí là khác trái bầu phải không? Đúng rồi. Yay, không có con rắn. Đó, mình đi lại đây coi là cái gì vậy ta? Dưa đậu không à? Chị ấy nói ở dưới có dưa leo. Chị ấy nói ở dưới đó có dưa leo. Cái gì vậy baby? Cái bánh xe mà anh chuẩn con rắn. Giật mình. Anh vô đó hả? No, anh chỉ coi coi cái dưa leo thôi. Wow, look at that. Đi lên quá trời luôn kìa. Wow. Đi không? Đi không? Này. No, nên nó sạch hơn bên kia á. Ok, anh vô em sợ anh vô nha. Dỡ lên vô mày, dỡ anh giúp đi. Dỡ lên. Đâu có đâu baby, trong đây trống lỏng à, đâu có rắn đâu. Giòn looking. Ok. Nó gần như không có ruột luôn á. Thu ngon. Hả? Sao nhìn mà. Cái này mà để nước tương vô là ngon hơn á. Anh như muốn ốm quá ngon. Anh nói mà anh chắc chết miệng luôn em. Dông ra. Ăn mễ không? Mễ này trắng quá à. Nên là cũng bị thì cũng là một trong những chất trị bên giao được nữa hơn. Chút đỉnh hả? Mà ăn mỗi ngày là không có rau nữa. Oh my goodness, cái này bự dữ vậy. Ăn dưa leo với thịt bò thì rượu bánh rau không được anh ơi. À, chú đang ở nhà hả? Baby. Sáng hả? Đi hết chứ không em. Dạ. Rắn không? No, đây làm gì có rắn. Chị Quyên lỡ. Đây không có rắn. Chị Quyên nói. Oh, nó còn non eo à, baby, look at this. Yeah. Bước qua, nhảy qua, nhảy qua. Con nè, em dâm nè. Anh cho mọi người xem. Oh, nó còn non như vậy nè. Mình mới vừa hái hết cái đợt dưới đây. Khoảng bao nhiêu trái hả anh ha? Nếu mà cái người trồng trung bình á, giá trung bình á thì từ khá là phải 15 trái. 15 trái một cây. Tốt á. Dạ. Mình không có tính tới. Cái mà hư là không tính nha. Như dây mới là dây mới nè. Thì anh nói là mỗi một giây như vậy khoảng chừng 15 trái mà không ra là bẻ hết 4 trái rồi phải không? 4, thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh baby. Dương nhà em. Dương nhà em hả? Em chồng lâu chưa? Không biết. Không biết. Em thích dưa leo hả? Đúng
Đúng rồi, ok, ăn với nước tương hả? Cái gì mà không phải nước mắm được rồi. Cái gì mà không phải nước mắm là được rồi. Mấy cái lá này nhọn lắm, nó có gai nữa. Ừ, nó có bao nữa đấy. Nó có giống như là lông mà nhọn. Đúng lắm à. Em thấy biết rồi. Mà mình trồng ở trong nhà mà nó có cái cảm giác như rất là ở outside luôn. À hả? Ồ, cái này đi thấy đẹp quá baby cơ này. Ồ, còn non luôn á. Em sợ cái lá này đâm. Cái nhỏ lá này quá. Hả? Nó chỉ vậy thôi. Mà to ha. Ok. Em nhầm nè. Một cái lá như vậy mình để cái bàn tay lên nhìn mà nó tốt thì là tốt rồi trời. Nhưng mà thường thường mình vô một cái form như vậy là của người Mỹ. Nhưng mà ở này là cái form này là của Việt Nam. Giỏi anh chị giỏi đó. Giỏi. Anh chị. Mũi nó cắn em hả? Ờ, vậy thôi mình đi trở ra. Anh chị cũng muốn cho mình vô đây coi để quay cho nó đẹp đó. À, coi lại mấy cái trái này một lần nữa nha. Em à? Yeah. Em bị mũi cắn hả? I'm sorry, ok. Mình đi vô farm thì phải bị con này con kia cắn là chắc chắn rồi. Yeah. Quá trời trái luôn á. Mình phải đi từ từ thôi. Quá trời trái luôn. Nghỉ trưa đó hả? Làm việc nãy giờ mệt đấy hả? Cực khổ cho anh quá. Chứ bị bính quá. Nè, ta làm lại để chồng kìa. Ô, lá quế này đi. Cái này nấu canh chua là ngon, hết sảy. Mint. Mới đây thôi. Mới mấy ngày Mới mấy ngày thôi. Ồ, con cũng vậy, nó mới làm bữa nay á. Anh nói là bữa nay anh đi ra đây anh làm việc không biết có được trả lương không. Thường thường thì bác sĩ Lưng cũng làm việc rất là bận rộn ở cái clinic của mình, có rất là nhiều bệnh nhân. Nhưng mà hôm nay tại vì Phi Tiện đến đây thăm cho nên là anh đã nhường công việc lại cho những cái nhân viên khác làm, chắc cho nên đã dắt Phi Tiện và Annie, dắt Phi Tiện và Annie đi ra đây để mà viếng thăm cái farm này của bạn của anh Tùng đó, thấy không? Sáng giờ mấy ông làm được bao nhiêu tiền rồi ta? Nó có một cái lớp giống như là lớp phấn á baby. Phấn hả? À, mà nhìn thấy muốn ăn quá không? Cái này mà sắc vô chấm cái gì ăn rất đã lắm. Mới là trung thực nè. À. Quỷ sứ. Rồi, bye bye. Thôi, ổng có thể đi nhậu được rồi đó. Yeah. Thì anh dắt em đến cái farm. Em là từ đó giờ chưa có đi farm, cho nên là em thấy sao, em không có thích farm đúng không? Em không có thích farm mà em lấy niềm chồng từ trong ruộng ra là sao baby? Hả? Em không biết làm gì hết. Em chỉ biết hát thôi. À, ok, vậy thì đủ rồi. Nhưng mà anh thấy là những cái nghề nghiệp mà nó rất là lương thiện như vậy á thì anh rất là thích đến đây thăm. Nhưng mà thấy là mấy anh với chị chịu khó lắm. Thì tất nhiên là vất vả lắm, em làm farm mà đâu phải là dễ dàng đâu. Nhưng mà anh muốn nhưng mà ở đây nghe nói là vừa rồi là cũng bị flood nữa, bị ngập nữa đó. À, chỗ này cũng ngập nữa. Mấy chỗ này thì bây giờ không hổng nó không có bị ngập, nhưng mà cũng hên và xui. Một bên đó thì bị thất thoát rất nhiều. Những người làm nông thôn thì những người làm ruộng như thế này á thì giá cả nó sẽ được lên. Cho nên cũng là một điều tốt cho họ. Cho nên một người thì bị mất mát, mất nhà, mất cửa, một người thì được hoa mùa của mình nó được lên giá. Cho nên cũng không có biết phải làm sao. Thì hy vọng là cuộc sống sẽ được trở lại bình thường. À, thì hiện tại thì cũng đến đây chỉ giúp một bàn tay từ giọng hát của mình mà thôi. Nên là đến Brisbane thì rất muốn nhìn thấy những hình ảnh như thế này để mà mình trở về với cái cội nguồn của mình là hồi xưa là một người từ nông thôn ra. Nên là nhìn thấy được những cái hình ảnh làm việc rất là chất phác, hiền lành,
và rất là bình dân. Thì Phi Thiện rất cảm động ngày hôm nay muốn chia sẻ những hình ảnh rất là đơn sơ như thế này đến với tất cả quý vị, và mong rằng mọi người cũng vui lây ha.